Châu bị động ngày hôm trước. Thì cho nên một chút xíu nữa thầy sẽ chập cái màn hình này lại gửi ra nhóm chúng ta một lần nữa. Với những câu mà hôm trước ta sửa thầy là đang vừa rồi đánh đáp án lại rồi. Để chúng ta có cái tư liệu ta lưu lại chúng ta tham khảo về sau. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu số 5 đúng không? Câu 5 chưa? Sẵn đọc lại câu 5 thầy ghi đáp án luôn cái nè. Đáp là is, đúng rồi, being right, chính xác, learned. Có bay không? No, đúng không? In the rain. Ok, xong. Câu số 7. Câu 7 là dạng câu đặc biệt chữ no one, chú ý. Đây là câu của thầy gì vậy Sơn? Câu 7 đó không? Had told. Thầy gì? Quá khứ quần thành. Hết tôi quá khứ quần thành. Quá khứ quần thành. Hiện đại quần thành. Have has. Đúng không? Rồi bây giờ chữ gì sẽ được chuyển ra? Chữ mi đổi thành chữ gì? Chữ ai? Rồi hết. Đúng không? Hoàn thành thêm chữ gì? Chữ mi đổi thành chữ ngữ là chữ ai con? Này quy tắc giữa cái đại từ làm chủ từ và đại từ làm tân ngữ á. Nha. Ai? Tân ngữ là mi. Được chưa? You, tân ngữ là mi là you luôn, đúng không? Đại từ làm túc từ á. Đấy. Ví dụ như she thì đại từ túc từ nó là gì? Her. Vậy tôi cho her đổi lại thành she. Được chưa? Là cho mi đổi thành ai. Vậy là trong câu bị động có hoàn thành lại ủa. Đổi gọi cho người sớm. His, her là như khi mà phía sau nó có một danh từ nữa thì con phải giữ cái đó lại cho người ta. Ví dụ như her book, her room, her table, giữ lại, được chưa? Còn chữ her không thì đổi ngược thành chữ si. Được không? Follow được chưa? Rồi bây giờ quay lại đây thì sao ông hoàn thành này bị động ông sẽ thêm chữ gì? No. Khoan, nó. À nó trước rồi đúng rồi. Rồi tới gì nữa? Đúng rồi, phải có chữ win cái. Rồi. Cái điều 3 giữ nguyên rồi đúng không? Đó. Rồi, có bài nữa không? Không. Đâu phải muốn là được. Rồi, câu số 8. Câu 8 chưa giải phải không? Rồi, giờ giải nè. Câu 8 là dạng gì thì gì vậy Diệu? Câu 8 hiện tại đơn đúng không? Giờ thầy chỉ cho chuyển luôn nè. Thực ra nó kêu bỏ là bởi vì khi các con chưa học qua thì dạy con từng bước á, là câu khẳng định trước là chưa chuyển câu khẳng phủ định vào câu hỏi. Bây giờ chuyển được rồi đó. Thì chắc chắn là chuyển được rồi đó. Nha. Chuyển y như bình thường luôn. Tân ngữ là gì? Đúng rồi, lúc này là hơ giữ lại là sơn. Được không sơn? Hơ telephone number. Này. Telephone number so what to be gì? Is. Có nó đâu? Có nó chữ nó cho người ta. Is not. Là tới gì nữa? Chữ no đổi thành gì? Đúng rồi, đổi thành non. Nó cứ thế thôi. Nó có nó thì cứ giữ nó xuống cho người ta, được chưa? Đấy, rồi tới gì nữa? Có buy me không? À, không được đâu, em muốn không được đâu. Rồi, câu số 9. Thì gì ta? Thử luôn nha, tương lai nha. Thấy will bị động bằng cách thêm chữ be vô là xong. Quy tắc bình thường của nó. Rồi, tân ngữ đó là gì? Chỉ có the children thôi nha. The children. Rồi chưa? Will be. Đúng rồi, will nè. Rồi, bị động của will là thêm chữ be. Thêm chữ be. Và cái chữ bring lúc này đổi thành đi đưa ba, đổi thành gì? No, brought. B-R-O-U. No. Tự nhiên cái qua bên đó. Brought. Như là mới bạn quy tắc nữa. Nè, không quy tắc có là chúng đưa nè, nè nè, nhanh nè.
Ở dạ tại chúng ta có brain brought brought vậy thì còn chữ gì tương tự nữa đây, chữ gì tương tự mà còn hai còn ba giống nhau hả? Còn chữ gì mà chữ còn hai còn ba giống nhau nữa không? Nó cũng giống đó nhưng mà còn từ nào nữa không, giống âm luôn á, giống từ luôn á. Chưa rồi luôn, ghi trường học có gì luôn nè. Thuyên nè. Khó. Đúng không? Và còn 3 cục là. Khó. Đây. Rồi nha. Câu số 10 nó mắc kẹt ở dưới cuối bức tranh rồi. Rồi, đợi thì gái thì chuyển cái câu 10 ra đây. Cái câu số 10 thì gì ta? Quá khứ đơn à. Chắc không? À. Rồi, tân ngữ là gì? Tân ngữ là chữ mi. Đổi thành chữ ai. À, cái câu số 10 là trường hợp hai tân ngữ nha. Và bữa các con thầy chuyển cho các con là hai cách. Một cách chuyển tân ngữ 1, cách chuyển tân ngữ 2 luôn. Hai cách chuyển là. Nhưng mà giờ chúng ta cứ chuyển chữ mi xuống nha. Present là một tân ngữ khác nữa. Present vẫn chuyển xuống được. Ừ. Bây giờ học cách thứ nhất trước thì cách cơ bản trước nha. Rồi, ai quá khứ đúng không? To be là gì? Was. Từ sen cột 2 cột 3 giống giữ lại. Được chưa? A present giữ lại. Nha. Rồi, có chữ by đêm không? Không. Vậy là last week thôi nha. Last week. Rồi, xong. Nha. Rồi. Thầy sẽ đưa cái màn hình này về một cái. Em chút gửi qua nhóm cho con nè. Lưu lại. Rồi. Đợi xíu nha, gửi liền luôn nè, gửi ngay và luôn nè. Tiếng Anh 12 đây, ok, gắn cái hình vào. Rồi, thế là chúng ta đã có được một cái tư liệu rõ nét để chúng ta coi nhé. Okay. Tiếp tục quay lại hành tinh của chúng ta, trang tiếp theo. Rồi, để thầy lấy cái text cả nha. Văn bản kéo dài ra. Đợi xíu thì tạo văn bản xong hết. Rồi, giờ bắt đầu nha. À, câu số 11 chúng ta là gì nha? Thì gì nha? Sơn à? Quá khứ đơn đúng không? Tân ngữ là chữ gì? Hả? Chữ A. S đổi thành chữ gì? Đúng rồi, đổi thành chữ quy. Quy thì ít hay nhiều? Nhiều. Rồi where. Từ gave cột 3 nó là gì? Nè, given. Dạ, given. Rồi, more information. Sao nha? Kịp không hai đứa? We were given. Biết chữ given không? À, more information. Ok chưa? Câu số 2 thì gì ta? Tân ngữ là gì? Hết chân cụm luôn á. Nha, các con nhớ nè, ghi chú nhớ kỹ nè. Khi mà tân ngữ nó có cái chữ of, lâu chữ of theo luôn. Nha, lâu chữ of theo luôn. Rồi, vậy là all the workers of the plant. Khoan từ từ nha. All the workers of the plant. Rồi, xuống nhiều xuống ít ta.
Chủ ngữ chính của như này là chữ the plant hay chữ workers? Đúng rồi, chữ workers. Vậy là world. Đúng không? World tới gì nữa? Đúng luôn, cái gì? Rồi, to instructing còn 3 là gì? Instructed. Yes. Rồi, có bài không? Có. Có bài chứ. Bài được safe engineer. Ok. Rồi, xong nha. Dễ dàng thôi. Câu số 13 thì gì ta? 13 là cuối. À đúng rồi, hôm qua thầy dặn Ngọc nhà nghiên cứu rồi đúng không? Thời gian đây cái này nó không phải là mảng lý thuyết lớn đâu, rất nhẹ nhàng thôi. Giờ hai đứa coi nắm luôn là Sơn với Diệu nắm luôn nè. Khiếm khuyết là có can, will đúng không? Bị động cứ thêm be vào. Bình thường. Ha. Như vậy thì tân ngữ là chữ gì? Chữ thi. Động từ khiếm khuyết đâu cần chia đâu. Can thì vẫn giữ can. Đúng không? Có nốt không? Có nốt, giữ nguyên nốt cho người ta. Được không? Đấy, can't. Rồi tới gì nữa? Be. Be, đúng rồi, chữ make cột 3 là đổi thành chữ D, đúng không? Rồi, with cold water. Được chưa? Tiếp theo, câu số 14 thì gì Diệu? Thì là hoàn thành. Tân ngữ là gì? No, 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 no. Some of my book thôi. Chứ away là trạng từ. Some of my book ít hay nhiều? Nhiều. Have. Rồi been. Chữ taken giữ nguyên. Được chưa? Có buy somebody không? Không nha. Còn lại chữ away. Để nguyên là cho người ta nha. Kịp không? Diệu Sơn. Tốt. Bây giờ là câu 15 có dấu hiệu gì nữa? Nãy mới làm xong. Bị động của gì Sơn? Đúng rồi, bị động của will thôi nha. Tân ngữ đâu? The. Đúng rồi, the meeting thôi. No, 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 no. Đó là thời gian, tắt đi. The meeting will be. Chữ hold đổi thành chữ held. Tức là đổi chữ o thành chữ e là xong. Được chưa? Held. Có bay không? À không có bay thì before major. What what what? Chuyện gì? Chị tự con hết sức bình tĩnh cái này. Rồi à, câu số 15. Câu số 16 thì gì đây? Mới quá đúng không? Câu số 16 đây cũng là động từ khiếm khuyết. Have to. Mà đã là động từ khiếm khuyết rồi thì phải sao? Viết là giống nhau ha. Nhưng mà ở đây thì sao đây? Have to repair the engine of the car. Vậy tân ngữ của nó chính là the engine of the car. Ok chưa? Of the car. Vậy thì nó số ít hay số nhiều? Số ít. Chữ have to đổi thành chữ has to. Cái này cứ ghi ha. Bữa sau mình học bổ sung sao là. Không phải bữa sau đâu, chút xíu học luôn. Câu bị động của động từ khiếm khuyết. Nha. Đấy, has to be cái đi. Cái chữ repair. Đúng rồi, thêm đi vào. Hết chưa? Hết rồi. Rồi. Kịp không Diệu? Rồi, tiếp theo còn câu cuối nữa nè. Câu cuối là thì gì ta? Đúng rồi, quá khứ đơn. Tân ngữ là gì? No, 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 no. Bây giờ ở đây mấy đứa chú ý cái comment này. Hay comment. Nha. The boys broke the window and took away some pictures. Là nó có hai câu, hai vế rồi. Nó bằng chữ and. Câu này hơi khó ha. Nhưng mà thực ra nó cùng chủ ngữ một á, chính là the boy á. Vậy là phải thực hiện tới hai cái hành động này. Nha. Thế là cậu bé đột nhập vào cái đột nhập vào cửa sổ và lấy đi mấy bức tranh, thì con phải viết lại là cái cửa sổ bị cậu bé đột nhập vào và các bức tranh bị lấy đi. Cái bị động hai vế luôn. Thử nha, khoan. The window
Đúng rồi, window. World. Rất là nhiều. World. Đúng rồi, was. Rồi, từ broke tới thành gì nữa nè Ngọc? Đúng rồi, broken. And cái. And đi. No, 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 no. And. Với sao là một câu khác nữa? Tân ngữ của với sao là gì? Đúng rồi, some picture and some pictures. Đó, làm nâng cao luôn rồi đó ha. À, nó cũng đâu khó lắm đó nha. Some pictures. Ít hay nhiều? Nhiều. Nhiều. Were. Được chưa? Cứ thích to be vào bình thường. Nắm được chưa? Were. Như đây. No. Taken. Taken. Taken gì? Away. Được chưa? Away. Nắm được cái quy luật của nó chưa? Được chưa? Nó hai vế luôn á. Thực ra cái này đáng lý là khoảng tháng sau mới con mới học nha. Yeah, mới học tới. Chúng ta còn bị động gì? Bị động của hai thân ngữ nè, bị động của động từ đặc biệt nè, bị động của hai vế ba vế nè, thấy chưa? Nó còn một số cái nữa chứ không phải bị động đơn giản này, nhưng mà hiện tại là các con đã thành công cho cái việc là chinh phục dạng bị động cơ bản của các thì rồi nha. Yeah, rất tốt rồi. Rồi tiếp tục mình sẽ chụp cái hình này lại thì gửi qua cho. Rồi, các con sẽ trong thời gian này các con sẽ ngồi nghiên cứu cho thầy 5 phút. Giống như Ngọc thì dặn nghiên cứu hôm qua đó là nghiên cứu cho thầy là câu bị động của động từ khiếm khuyết. Sau đó nghiên cứu cái gì được thì chép xuống tập cái đó. Chúng ta chỉ có 5 phút để nghiên cứu, sau 5 phút thầy sẽ cho chúng ta lên bảng chúng ta trình bày thử. Nha. Tức là các con sẽ mỗi một bạn sẽ làm gì? Nghe kỹ nè, mỗi một bạn sẽ lấy một câu ví dụ. Sau đó chuyển sang bị động luôn. Được không? Đấy, như vậy thì cả vừa nghiên cứu, vừa ghi xuống, vừa phân tích ví dụ luôn là phải cho 10 phút để chúng ta làm. Kịp không? Chắc kịp mà. Rồi, hai thánh nhỏ dưới kia xong chưa? Sao trầm cảm luôn là sao vậy? À, cái đó